Vào khoảng 100 triệu năm trước thì trên trái đất chỉ có loài bò sát, con vật đáng sợ nhất trong số chúng chính là khủng long bạo chúa. Bố tớ đã tặng cho tớ một cái móng hóa thạch của nó đấy. Jaien bắt đầu xem thử. Tiếp theo là Shizuka, tới lượt Nobita thì Suneo giành lại cái móng. Hàng quý hiếm này không thể cho Nobita đụng vào được, xem xong mọi người ra trước nhà Suneo để ra về. Có mỗi cái móng mà làm quá, để tớ đi tìm một con khủng long thật về cho các cậu xem. Nếu như không làm được thì tớ sẽ ăn mì bằng lỗ mũi. Ai nghe xong cũng cười Nobita, giờ cậu mới nhận ra mình đã chém gió hơi quá đà. Nhưng điều đó không còn quan trọng, Doraemon ơi, cứu tớ với, cậu nghĩ sao thời này còn có khủng long được, lẽ ra cậu nên suy nghĩ trước khi nói chứ, cậu lỡ hứa thì tìm một mình đi. Dù cho Nobita có van xin cỡ nào thì Doraemon cũng từ chối, đã thế thì tớ sẽ tự mình đi tìm khủng long. Nobita nói xong liền bắt tay vào nghiên cứu về hóa thạch khủng long, cậu đào trên những vách núi theo lời sách viết. Nhưng sau một hồi miệt mài thì Nobita vẫn không tìm được cái gì, đã thế còn phá hoại phía sau nhà bác hàng xóm. Con xin lỗi bác nhiều lắm, chỉ xin lỗi là xong sao. Bác bắt cậu phải dọn dẹp và đào một cái hố rác, đang làm việc thì Nobita đào trúng một thứ gì đó. Mình tìm được trứng khủng long rồi, Nobita vui sướng liền nhanh chóng mang nó về nhà. Cậu khoe với Doraemon về quả trứng khủng long mình tìm được, sao cậu biết được đây là trứng khủng long, nó có thể là một quả dừa khô bị hóa thạch thì sao. Doraemon nói mình không quan tâm rồi rời đi. Dù miệng nói thế nhưng cậu vẫn muốn giúp đỡ Nobita bằng khăn choàng thời gian. Nobita nhanh chóng dùng cái khăn để xem coi đây là trứng khủng long hay một quả dừa khô. Sau một lúc chờ đợi thì Nobita mở ra liền thấy trứng khủng long, phải ấp cho nó nở ngay thôi. Dù trời nắng nóng tới 40 độ hay mẹ gọi thì Nobita vẫn quyết tâm nằm yên tại đó. Tới lượt bố lên gọi thì cậu tỏ ra hung dữ như một người mẹ đang bảo vệ con. Sau 3 ngày 3 đêm nằm yên một chỗ thì cuối cùng cũng đã có kết quả. Một chú khủng long cổ dài nhanh chóng xuất hiện, nó tiến đến chỗ Nobita nhận cậu là mẹ. Doraemon nhìn thấy cũng chỉ có thể há hốc mồm. Dù rất khó tin nhưng cậu cũng phải công nhận Nobita đã tìm được khủng long. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Pisuke nhé. Phải rồi, chúng ta còn phải khoe với Suneo nữa. Từ từ Doraemon, Pisuke còn nhỏ nên Suneo sẽ không tin đâu. Chúng ta phải nuôi nó thật lớn để cho mọi người chiêm ngưỡng chứ. Cả hai bắt đầu nuôi Pisuke, đi tìm đồ ăn về cho nó. Cũng không quên giấu bố mẹ chuyện này. Mẹ thắc mắc tại sao dạo này Nobita lại ăn nhiều hơn. Thì ra Pisuke không thích ăn giun đất nên cậu phải mang đồ ăn của mình lên cho nó. Từ khi có Pisuke thì mỗi khi học xong Nobita đều chạy về nhà thật nhanh. Cậu dành thời gian để chơi bóng với Pisuke. Cho Pisuke tắm trong cái hồ nước sau nhà. Bị mẹ phát hiện thì nói dối là mình muốn tắm ở đây giống lúc nhỏ. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Pisuke giờ đã lớn nên không thể nằm trong một cái xô nước nữa. Nobita quyết định mang nó đến hồ nước trong công viên. Chỉ khi nào cậu gọi thì Pisuke mới trồi lên. Họ cùng nhau chơi đùa mà không hề biết mình đang bị theo dõi. Bỗng nhiên có tiếng sấm rồi trời bắt đầu mưa. Tớ xin lỗi nhưng tới giờ tớ phải về nhà rồi. Pisuke từ đằng sau cứ nhìn Nobita với một ánh mắt lưu luyến. Nó rời đi khiến cậu cảm thấy áy náy ở trong lòng. Sau khi dầm mưa một trận thì Nobita đã bị ốm nặng. Cậu nhờ Doraemon chăm sóc Pisuke giúp mình nhưng Pisuke chẳng chịu ăn uống gì cả. Bỗng nhiên họ nghe được tiếng bước chân. Pisuke xuất hiện từ phía sau cái cửa sổ khiến Nobita mừng rỡ liền chạy ra ôm. Dù tớ rất nhớ cậu nhưng lần sau không được đến đây nữa nhé. Nói xong Nobita nhờ Doraemon đưa Pisuke về. Sáng hôm sau thì Nobita đã khỏe lại liền đi tìm Suneo, Jaien, Shizuka nhưng ai cũng đều vắng nhà. Bỗng nhiên cậu nghe hai cô gái nói về một chú khủng long xuất hiện ở công viên. Cả truyền hình cũng đưa tin về việc này. Nobita nhanh chóng nói chuyện đó với Doraemon, giờ chỉ còn một cách là đưa Pisuke quay về thời đại của nó. Bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, ông ta nói mình muốn mua lại chú khủng long của cậu. Ta sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ tới ngày mai, nói xong hắn liền rời đi. Đã đến nước này thì Nobita đành phải trả Pisuke trở về 100 triệu năm trước, cậu và Doraemon nhanh chóng hành động ngay trong đêm. Nobita sử dụng đèn pin thu nhỏ để Pisuke tránh bị phát hiện. Họ cùng nhau di chuyển trên cỗ máy thời gian, bỗng nhiên người đàn ông kia tiếp tục xuất hiện. Hắn ta liên tục bắn vào cỗ máy thời gian, khiến cho nó bị hư hại nặng nên phải đáp xuống một thời điểm khác. Lúc này cả hai vẫn chưa biết về việc này, họ vẫn quyết định để Pisuke ở lại. Dù cho Pisuke có níu kéo cỡ nào đi nữa thì Nobita vẫn không cam lòng. Cậu cố gắng chạy đi với hai dòng nước mắt trên mặt để Pisuke ở lại nơi nó thuộc về. Sau chuyện đó thì Nobita như người mất hồn, trong đầu cậu chỉ hiện lên những kỷ niệm với Pisuke. Jaien và Suneo không thấy khủng long đâu liền bắt Nobita thực hiện lời hứa. Dù cho cậu nói mình đã từng nuôi khủng long nhưng họ không thấy thì không tin. Jaien bắt Nobita phải ăn mì bằng mũi liền khiến cậu hắt xì. Nobita nhanh chóng chạy đến nhà Shizuka để lẩn trốn.
Nhưng ngay cả Shizuka cũng không tin chuyện cậu từng nuôi khủng long mà còn nói cậu nên đi xin lỗi Jiren và Suneo về lời nói dối của mình. Nobita giận quá liền dẫn cả bọn đến nhà để xem khủng long. Họ dùng TV thời gian thì nhìn thấy Pisuke đang bị bắt nạt bởi những con khủng long cổ dài Bắc Mỹ. Giờ Doraemon mới nhận ra việc cả hai đã đưa Pisuke đến nhầm địa điểm. Có lẽ trong lúc bay bị tên áo đen bắn trúng nên mới xảy ra chuyện như thế. Cả bọn nhanh chóng lên cỗ máy thời gian để giải cứu Pisuke, nhưng vì chở quá nặng nên cỗ máy bị rung lắc liên tục, khiến cho cả bọn đáp đất không mấy suôn sẻ. Họ phải đào sâu xuống mới tìm được Doraemon. Nobita nhanh chóng tìm ra chỗ mình đã thả Pisuke, cậu chạy đến ôm lấy người bạn của mình. Được nhìn thấy khủng long bằng xương bằng thịt thật thì cả bọn liền xin lỗi Nobita vì đã không tin lời cậu. Trong khi đó, Doraemon đang cố sửa cỗ máy thời gian. Không muốn bạn bè phải lo lắng nên Doraemon đã nói dối. Mấy khi được ở thời tiền sử 100 triệu năm trước thì sao, chúng ta không chơi vài ngày rồi hẵng về? Cả bốn nghe xong liền đồng ý. Họ nhanh chóng thay đồ rồi vui chơi dưới biển, đắm chìm trong hương vị của hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Tối đến thì cùng nhau quây quần bên đống lửa trại, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Jiren muốn hát một bài để làm không khí trở nên sôi động. Ngay khi cậu vừa cất tiếng hát thì liền kích động đến một con khủng long bạo chúa gần đó. Nó định tiến đến thì bỗng nhiên dừng lại. Lần đầu tiên nó thấy lửa nên không biết có nguy hiểm hay không liền quay đầu. Cả bọn sợ quá nên muốn quay trở về nhà. Doraemon bị dồn đến đường cùng đành phải nói ra sự thật. Cỗ máy thời gian đã bị hỏng và tớ không sửa được nó. Cả bọn bắt đầu trở nên hoảng loạn. Jiren đổ lỗi cho Doraemon khi cậu sử dụng cái máy đã bị hư. Còn Nobita lại nói do Jiren đòi đi theo nên nó mới bị hư. Các cậu thôi đi, vẫn còn cách quay trở về. Cỗ máy thời gian có hai chức năng là dịch chuyển không gian và thời gian. Nhưng giờ chức năng dịch chuyển không gian đã bị hư nên phải dùng dịch chuyển thời gian. Bây giờ chúng ta phải đến Nhật Bản cổ đại, tìm chính xác nơi học bàn của Nobita thì mới trở về được. Cả bọn nghe xong liền hòa giải với nhau. Sáng hôm sau họ sử dụng trong chóng tre để di chuyển, nhưng trong chóng tre cũng có pin nên phải vừa đi vừa sạc điện. Họ băng qua những cánh rừng, băng qua những dãy núi chập trùng, băng qua đại dương bao la, đôi khi mệt mỏi thì sử dụng những con khủng long đã ăn bánh thuần chủng để di chuyển. Đến tối thì nghỉ chân tại ngôi nhà di động của Doraemon. Qua tới hôm sau cả bọn được chơi đùa với những con khủng long cổ dài khác. Bọn chúng rất hiền lành và chỉ ăn cỏ nên không có gì nguy hiểm cả. Bỗng nhiên một con khủng long bạo chúa xuất hiện. Nó dọa cho mấy con khủng long khác phải bỏ chạy. Con khủng long cổ dài này không kịp chạy liền bị nó hạ gục chỉ với một cạp vào cổ. Con khủng long bạo chúa nhanh chóng phát hiện ra cả bọn. Thấy thế Doraemon liền cho nó ăn bánh thuần chủng. Thành công thu phục được con khủng long nguy hiểm nhất. Họ tiếp tục di chuyển bằng trong chóng tre thì bỗng nhiên cái của Nobita hết điện. Cả bọn tính đáp xuống một chỗ nào đó thì đụng phải một đàn khủng long bay, chúng nhanh chóng bao vây cả đám. Ngay khi Doraemon vừa lấy bánh thuần chủng thì bị một con khủng long bay làm rơi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì xuất hiện thêm 3 cái máy bay. Chúng tấn công vào những con khủng long bay để giải cứu cả nhóm. Thì ra là đám người của người đàn ông muốn mua Pisuke, bây giờ Doraemon mới nhận ra chúng là thợ săn khủng long. Những kẻ sẵn sàng đánh bắt động vật quý hiếm mặc kệ việc đó sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái. Đừng nói thế chứ, chỉ là ta rất thích con khủng long này. Nếu các ngươi giao ra thì ta sẽ trả cho các ngươi rất nhiều tiền, thậm chí còn mang các ngươi trở về nhà. Hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị này rồi trả lời ta vào sáng ngày mai. Nói xong hắn cùng đồng bọn rời đi. Đến tối cả bọn cùng nhau thảo luận, Suneo đề nghị nên giao Pisuke ra để được về nhà. Nhưng Nobita sao có thể đồng ý được? Bây giờ Pisuke đã là một thành viên của nhóm nên chúng ta phải bảo vệ nó. Bên phía tên thợ săn thì hắn đang nói chuyện với ông chủ. Nếu chúng không giao ra con khủng long thì đã tới lúc ta phải ra tay. Sáng hôm sau thì nhóm của Nobita quyết định chạy trốn bằng những chiếc xe đồ chơi. Tên cầm đầu nhanh chóng bắn hạ hết mọi người. Tới khi chúng xuống dưới kiểm tra thì chỉ nhìn thấy những mô hình bằng đất sét. Bên phía Nobita và những người bạn thì họ đang di chuyển trên một cái bè. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hang ổ của chúng để lấy trộm cỗ máy thời gian. Nhưng những mô hình bằng đất sét đã bị hạ nên chúng quay trở về căn cứ liền nhìn thấy cả bọn. Tên cầm đầu sử dụng khẩu súng để bắn hư cái bè, chia cả nhóm ra làm hai. Doraemon, Nobita và Pisuke thì bị rơi xuống thác nước. Ba người còn lại thì bị chúng bắt trở về hang ổ. Doraemon và Nobita may mắn không bị sao cả khi rơi xuống thác nước. Họ được Pisuke gọi dậy. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Suneo, Shizuka và Jiren trước khi họ gặp nguy hiểm. Sau một hồi tìm kiếm thì cả hai cũng đã tới được hang ổ của lũ thợ săn. Họ tiến thẳng vào trong mà không hề biết mình đang bị theo dõi. Bên phía cảnh sát thời gian thì họ cũng đã lần ra được hang ổ của lũ thợ săn. Họ nhanh chóng cử phi thuyền đến đấy. Doraemon và Nobita lần theo tiếng hét của ba người còn lại liền tìm ra họ.
Chào mừng các ngươi đến với đấu trường của bọn ta. Đấu trường chỉ dành cho khủng long săn mồi. Một con khủng long bạo chúa liền xuất hiện sau cánh cửa. Nó tiến đến chỗ của Doraemon và Nobita, không phải để tấn công mà để chào chủ nhân. Thì ra nó là con khủng long mà Doraemon đã cho ăn bánh thuần chủng. Cả hai liền sử dụng khủng long bạo chúa để đánh đuổi đám người xấu. Ở bên ngoài thì cảnh sát thời gian cũng đã đột nhập được vào trong. Tên áo đen phản kháng thì bị Doraemon sử dụng khăn choàng phản hồi. Chúng tính sử dụng phi thuyền để tẩu thoát liền bị cảnh sát thời gian bao vây. Khủng long bạo chúa cũng đã xuất hiện ở phía sau. Chúng không còn đường chạy thoát đành phải giơ tay đầu hàng. Nhóm bạn được cảnh sát thời gian đưa trở về Nhật Bản thời cổ đại. Nobita đành phải chào tạm biệt Pisuke lần cuối. Hãy sống thật tốt nhé Pisuke. Nobita và những người bạn nhanh chóng vào trong phi thuyền để Pisuke ở lại với bầy đàn của nó. Chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã trở về thế kỷ 20. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé.